Xin chào anh em và chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh chia sẻ công nghệ 88 Studio. Có một cái tin vui dành cho anh em game thủ, đó chính là chúng ta đang có ở đây rất nhiều những cái mẫu Lotto Gaming của 2022. Đời rất mới, trong khi giá bán thì đã rẻ hơn đầu năm rất là nhiều. Và lại còn rất là đa dạng chủng loại để chúng ta có thể chọn. Cho nên là nếu như các bạn đang muốn tìm cho mình một chiếc Lotto Gaming đời mới để đem về học tập, làm việc, giải trí, thì mình nghĩ sau đây sẽ là 9 cái mẫu Lotto Gaming mình thấy khá đáng mua. Chúng ta cùng đi vào tìm hiểu nhé. Đầu tiên trong danh sách của mình sẽ là chiếc Acer Ninja Nova Tiger với mức giá giờ tầm khoảng là 26 triệu cho tới hơn 35 triệu. Ở đây là một cái máy tính mình thấy khá là quốc dân, bởi vì em nó có một cái tản nhiệt tốt này, build vỏ cũng ok, cấu hình cũng mạnh, trong khi lại có một cái giá bán cực kỳ sinh viên. Cho nên là trong vòng tầm khoảng là 3 năm trở lại đấy thì các cái dòng Acer Ninja Nova Tiger đều rất là cháy hàng và được các bạn hỏi rất là nhiều. Và với cái phiên bản 2022 đời mới nhất này thì các bạn sẽ có rất là nhiều ưu điểm, bao gồm một cấu hình mạnh mẽ với con chip Intel Gen 12 này, card họa rời Rotec 3000 series này, vỏ build bây giờ đã cứng cáp hơn, thiết kế cũng đẹp hơn và cổng cắm đã được đẩy ra phía sau cũng rất là gọn. Và tản nhiệt nó thì có hai quạt từ 3 đến 5 ống đồng và sẽ có 4 khe gió để cho máy luôn được mát mẻ. Nhiệt độ chơi game thì mình thấy em nó hiếm khi nào vượt quá 85 độ C. Nói chung là một con máy khá là mát. Bàn phím LED RGB cũng là một cái điểm rất là ấn tượng trên những cái dòng Acer Ninja 5, bởi vì em nó sẽ có LED RGB là 4 vùng thay vì chỉ là LED một màu hay LED một vùng như là những cái mẫu Lotto khác cho cùng đồng tiền. Cái điểm trừ của những cái dòng Acer Ninja 5 đó chính là cái chất liệu nó không được cao cấp cho lắm. Cái vỏ của nó sẽ chỉ là phun nhựa mà thôi, không được nắp kim loại như là TUF hay là MSI. Và cái cấu hình dưới 30 triệu thì các bạn sẽ chỉ có RAM DDR4 mà thôi, chứ không được là RAM DDR5. Và các cái dòng Acer Ninja 5 như mình có test ấy thì nó sẽ không có công nghệ Max Switch, là một công nghệ giúp các bạn có thể tắt được cạc on hoặc tắt được cạc rời để giúp máy chơi game nó được mượt mà hơn và pin lâu hơn. Đây là những điểm mà chiếc máy này nó sẽ không có. Cái dòng máy thứ hai mình muốn chia sẻ với anh em đó chính là cái dòng Asus TUF 2022. Nếu mà để so với Ninja 5 thì nó sẽ khá là 19-10 và các bạn có thể sử dụng nó trong cái tầm giá giờ tầm khoảng là 26 triệu cho tới hơn 35 triệu. Và với những cái dòng TUF của 2022 thì chúng ta cũng sẽ có rất nhiều những ưu điểm riêng, bao gồm một cái mặt lưng được làm kim loại này, trông cũng rất là sang xịn mịn. Và với những cái dòng TUF này thì các bạn sẽ có độ bền chống quân sự là Mitri Standard 810H. Mình biết là cái độ bền chống quân sự thì nó sẽ là một cái gì đó không thực sự là chắc chắn để chúng ta có thể kiểm chứng. Tuy nhiên thì mình đã dùng qua rất nhiều những cái dòng TUF như là TUF FX505 này, 506, 507 thì mình thấy là càng ngày điều nó càng ngon. Cho nên là mình nghĩ với đời của năm nay thì các bạn hoàn toàn có thể yên tâm là chúng ta có thể sử dụng. Và với những dòng TUF của năm nay thì chúng ta cũng sẽ không có bị ăn bớt cái gì cả. Webcam đầy đủ nhá, chip Intel Gen 12 hoặc là Ryzen 6000 series, RAM DDR5 này, có cả Max Switch để các bạn có thể có được một cái trải nghiệm chơi game nó mượt mà hơn. Tuy nhiên thì những cái dòng TUF này nó vẫn sẽ có một cái nhược điểm, đó chính là các bạn sẽ có một cái mức nhiệt độ nó thường khá là cao, tầm khoảng là 85 độ cho tới 95 độ C khi mà chơi game. Cho nên là nếu như các bạn đang muốn kiếm cho mình một chiếc laptop gaming tầm khoảng từ 26 tới hơn 30 triệu, muốn có những công nghệ mới nhất này, muốn có một cái thiết kế đẹp bảo hành giá 2 năm thì chúng ta có thể hỏi qua những cái dòng laptop gaming của Asus TUF. Còn cái nhiệt độ thì nó sẽ là yếu tố mà chúng ta có thể cân nhắc, cái đấy còn tùy các bạn. Còn nếu như các bạn muốn bỏ tiền ra để mua cho mình một cái sự tin tưởng cũng như là cái sự ổn định thì mình nghĩ chiếc máy này nó quá chuẩn luôn. Đây sẽ là chiếc Dell G15 5520 và em nó sẽ là cái phiên bản đời mới nhất của đời G15 series. Và em nó không chỉ có cho mình một cấu hình mạnh, chiếc G15 sẽ còn có cả một cái bộ vỏ build cực kỳ là cứng cáp luôn. Đời G15 nó ngon hẳn so với đời G3, G5 của ngày xưa. Và chúng ta sẽ có main này, tản nhiệt cũng như là các cái bộ nội thất ở phía trong ấy, chúng ta sẽ thừa hưởng rất nhiều từ Alienware. Cho nên là với số tiền dưới 30 triệu để mà mua một chiếc máy nào mà đem về chọn nhau ấy thì chắc chắn là mình sẽ lấy chiếc Dell G15 này. Cái nhược điểm của chiếc Dell G15 5520 và tất cả những cái mẫu laptop Dell mình thấy là cái giá bán thường nó khá là đắt. Các bạn bỏ ra tầm khoảng từ 32 triệu cho tới hơn 40 triệu thì mình tin là các bạn sẽ có cho mình những chiếc máy tính màn hình nó đẹp hơn, cấu hình nó cũng mạnh hơn và nhiều tính năng hơn. Tuy nhiên thì với chiếc Dell G15 5520 này thì các bạn sẽ có cho mình được cái sự độc lạ, cũng như là cái sự tin tưởng về cái độ bền cũng như là về cái thương hiệu. Ok, có thể là với cái cấu hình này cũng như là với cái trang bị này thì chiếc Dell G15 nó hơi đắt đi. Nếu để chúng ta tìm cho mình một chiếc laptop gaming mà nó bằng gần bằng tiền chiếc Dell G15 tầm khoảng hơn 27 triệu tới hơn 40 triệu mà nó cho chúng ta một cái sức mạnh nó mạnh mẽ hơn, tản mát hơn cũng như là nhiều tính năng hỗ trợ cho việc chơi game nhiều hơn thì mình nghĩ là chúng ta có thể tham khảo qua cái dòng ROG Strix G22, cũng là một cái dòng laptop gaming rất là hay. Ưu điểm của những cái dòng ROG Strix này thì nó cũng có rất là nhiều. Đầu tiên là các bạn sẽ có một trong những cái thiết kế rất là đẹp của 2022. ROG Strix thì
nói chung là đẹp thôi rồi luôn. Build vỏ thì cũng rất là ok, mặc dù là vỏ nhựa nhưng mà build rất là chắc chắn. Và chúng ta cũng sẽ có rất nhiều tính năng, cũng như là một cái hệ thống tản nhiệt hai quạt, rất nhiều ống đồng, rất nhiều khe gió. Và với tất cả những cái dòng laptop ROG Strix đời mới này thì các bạn sẽ được tra sẵn keo kim loại lỏng của Dermogrizzy. Đây là một cái dòng keo nó có tiếng và nó rất là tốt, để các bạn có thể có được một cái hiệu năng cũng như là một cái nhiệt độ nó ngon ngay từ lúc khi chúng ta mở hộp. Tất nhiên thì những cái dòng ROG Strix này thì nó cũng sẽ có những cái nhược điểm của riêng nó mà chúng ta cần phải lưu ý. Các bạn phải hiểu là đây là một chiếc laptop thuần cho việc gaming, cho nên là Asus họ đã cắt bỏ rất nhiều những tính năng không cần thiết. Ví dụ như là webcam chẳng hạn. Có thể là Asus họ đã kỳ vọng rằng là những cái dòng máy này là game thủ họ sẽ dùng cam rời để có thể cho ra một chất lượng stream tốt hơn. Nhưng mà đối với mình thì mình thấy là việc máy tính mà không có cam ấy thì dùng nó sẽ khá là phiền. Và cái điều thứ hai đó chính là những cái dòng máy này thì nó sẽ không có bàn phím số phụ, nên là để các bạn nhầm liệu số học ấy thì nó sẽ không được tiện cho lắm. Nên là nếu để các bạn bỏ ra một số tiền lớn, chúng ta mua cho mình chiếc ROG Strix G này và đem em nó về để làm việc thì mình nghĩ là nó sẽ không được sự hợp với lắm. Nếu mà để nói về một chiếc laptop mà chúng ta có thể vừa làm vừa chơi được, chất lượng ngon, dùng ổn định bền bỉ thì các bạn có thể tham khảo qua những cái dòng Legion 5 của Lenovo. Như mình đã có trên tay là chiếc Legion 5 Pro 2022 và đây là một trong những chiếc laptop được trang bị rất đầy đủ, build cũng rất là ngon, màn 2K 16 inch cực kỳ chuẩn màu, làm đồ họa, giải trí xem phim cũng đều rất là sướng. Cấu hình em nó cũng rất là mạnh với bộ vi xử lý Intel Gen 12, RAM DDR5 có cả mắc switch để các bạn có thể có được một cái trải nghiệm chơi game tốt hơn. Và cái build tản cũng như là cái chất lượng của tất cả những cái dòng Legion thì mình thấy là chúng ta sẽ không bao giờ phải thất vọng. Như bản thân mình đã dùng từ cái đời Legion i530, i540 và cho tận bây giờ là Legion 5 Pro 2022 thì mình thấy là nó chỉ ngon trở lên thôi, không có dở đi một tí nào. Tất nhiên em nó sẽ lại có cho mình cái nhược điểm, đó chính là cái giá bán. Hiện tại bây giờ là do nguồn hàng họ đã khan hiếm và cái nhu cầu khá là cao, cho nên là tất cả những cái dòng Legion 5, Legion 5 Pro 2022 giá bán bây giờ đang rất là cao, cao hơn cả ROG Strix và có khi là còn cao bằng Alienware luôn. Cho nên là nếu như các bạn thực sự là chúng ta muốn bỏ tiền ra để mua cho mình một chiếc máy tính mà nó đầy đủ, nó không quá quan trọng vào câu chuyện thương hiệu, thì Legion 5 có thể sẽ là một cái sự chọn rất là hay cho chúng ta. Vâng, những cái mẫu máy gaming vừa rồi rất là hay và thú vị đúng không ạ? Vậy là mình vừa chia sẻ với các bạn một vài những cái mẫu gaming laptop mà khá là hay chúng ta có thể mua ở trong năm 2022. Do là thời lượng video có hạn cho nên là mình xin phép được chia video ra làm hai. Nếu chúng ta cảm thấy video này còn thiếu những cái mẫu gaming gì thì có thể comment phía dưới nhé. Còn giờ thì xin chào và cảm ơn anh em.